Hồi nãy bạn em nói tiếng Anh giỏi lắm đúng không? Bây giờ nói xin chào mọi người, chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh. Thử xem. Hello lady and gentlemen. Hello MC Quyền Linh. Hello Miss Ngọc Lan. Hi. I'm from Hồ Chí Minh City. Okay, sit down please. Okay, thanks. Open. Open the door. Open the door. Yeah. I am so many happy to meet you today. I hope we have more meeting in the future. This is my gift for you, and I hope you happy every day. Thank you. I have a gift for you too. Yes. Yes. Hát tiếng Anh. I prepare a song baby sa do 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 baby sa do 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 đã đi xa do 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 grandpa sa do 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 grandpa sa do do do. Chắc tới sáng quá. Không, đó. Let's go hunt do do do, let's go hunt do do do. Run away do do, run away do do. At the end do do, at the end. Trời đất ơi. Em tên là Lưu Kim Long, sinh năm 90. Em bây giờ đang làm việc IT. Quê đâu? Dạ quê em ở đây luôn à. Ở đây là ở đâu? Dạ ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Dạ quận 12. À, hiện nay đang ở với ai Long? Dạ đang ở với mẹ và gia đình em gái. Rồi, đó là lịch trích ngang của Kim Long 32 tuổi. Xin mời các bạn hãy nghe lời tự giới thiệu của nhà gái. Dạ em tên là Võ Trần Lan Anh, 31 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh. Đang là nhân viên văn phòng ạ. Em sống ở quận Phú Nhuận. Phú Nhuận qua quận 12 gần lắm. Rồi, Long có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là làm việc chăm chỉ. Với lại làm việc tới cùng hết mọi thứ luôn. Khuyết điểm của em là hơi bị độc lập. Hơi độc lập là sao? Là độc đoán. Độc đoán khác độc lập khác. Dạ. Tức là độc đoán là em quyết mọi thứ hả? Dạ. Người ta hay gọi là sơ là gia trưởng đó đúng không? Dạ. Đại loại như vậy, nhưng mà dạo này em cũng đang cố gắng sửa. Sửa đi. Đúng rồi, cái đó phải sửa. Gia trưởng quá phụ nữ sợ, ngại lắm. Rồi nhà gái đi. Rồi bây giờ mình tới nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm nè. Dạ em thì rất là nhiệt tình, chăm chỉ, hòa đồng, hay cười. Nãy giờ chị thấy hay cười thiệt. Bên đây y chang nha. Bên đây càng cười càng cà lắm đó. Sĩ nha, chưa có cà lắm nha. Dạ, khuyết điểm là hơi cứng đầu. Có chuyện gì thì em sẽ muốn ngồi xuống cùng giải quyết cho ra, giống như là cho rõ ràng á. Với lại tính cũng thẳng thắn. Cặp này lạ lắm nha, bên này cứng đầu, bên này độc đoán. Cãi lộn không bao giờ ngừng luôn á. Đúng luôn đó. Mấy năm nay em sửa rồi, đa phần em lắng nghe hết mọi thứ. Xong rồi em mới quyết định riêng của em. Vậy em nghe gì? Cuối cùng em cũng biết mà. Nhưng mà em tổng hợp hết mọi thông tin lại chứ. Tổng hợp chơi vui chứ, mà nếu như mình lắng nghe thì mình cũng giảm bớt cái độc đoán, độc quyền ở đi. Chào em. Dạ chào chị ạ. Cười rất tươi, có duyên luôn. Cười hoài luôn á, bên đây cũng cười, bên đây hay cười lắm. Cười lắm. Nói nghe nè, bây giờ hồi đó mà độc đoán quá vậy rồi chắc là bạn gái dễ giận lắm đúng không? Dạ xí chưa có chị ơi. Chưa có luôn hả? Chưa có luôn hả? Ế từ lúc mà xong đại học tới giờ luôn. Có biết lý do tại sao ấy không? Độc đoán với lại chuyên gia làm việc có một mình. Em cũng thích làm việc một mình hơn. Em có nhận một đề tài nào đó, em cũng có làm việc có một mình, làm từ A tới Z luôn. Rồi, vì hồi đó tới giờ có thầm thương trộm nhớ người nào chưa? Có hồi mà mới học xong lớp 12. Nhưng mà toàn là tình yêu đơn phương thôi. Lớp 12 yêu chi sớm vậy? Dạ, tại vì lớp 12 đó em học xong em cũng có việc làm luôn. Vô công ty làm xong rồi cũng yêu đơn phương rồi thôi à. Cái cô đó ở đâu? Mà sao thích người ta? Cô không biết nữa. Mặt mày người ta sao nhớ không? Dạ còn nhớ chút chút nhưng mà kiểu như là không còn qua lại nữa. Anh này anh không có bồ đúng rồi. Anh nhát tới cỡ này thì có bồ. Vậy là em yêu đơn phương mấy năm? Lâu à, cũng khoảng 7 năm rồi. Rồi đó. Cũng khoảng 7 năm rồi. Rồi đó. Rồi đó có 7 năm. Vậy mà không dám nói luôn. Sao hả? Không nói. Có bao giờ thổ lộ không? Dạ có, nhưng mà người ta không đồng ý rồi thôi luôn. Hồi đó giờ có nắm tay phụ nữ chưa? Dạ chưa. Có hung nhẹ nhẹ chưa? Chứ nắm tay chưa có luôn anh. Rồi thấy con gái có khoái không? Thì cũng khoái nhưng mà đa phần làm việc công mình à. Tại việc của em làm bị áp lực cao á. Ngồi mình coi máy vi tính suốt đúng không? Dạ đúng rồi. Máy vi tính là bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng rồi luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi lên máy vi tính rồi lúc nào buồn buồn có coi mấy cô gái trên đó không? Trời em không biết có thời gian rảnh không, tại vì em bị dí tối ngày. Không có coi phim gì rảnh luôn? À, có coi phim. Phim gì? Đó thì phim mà mới đây em coi đó là phim Bác Sĩ Ma. Coi ma chi, coi mấy cô đẹp. Không không không, bác sĩ ma là phim tình cảm à, Hàn Quốc anh. Có cô gái đẹp không? Dạ, dạ cũng có. Có cảnh hôn nhau không? Không, cái phim đó là nó nói về y bác sĩ đúng không? Dạ, dạ y bác sĩ không? Có cảnh nào mà các cô gái với chàng trai ôm nhau hung này kia? Không có em... luôn đó anh. Thí dụ có, em có cảm giác gì không? Mình em cũng biết. Rồi vậy nó mất cảm giác rồi luôn rồi đó. Anh hỏi kỹ quá. Không rồi, mà cái này phải hỏi kỹ chứ. Phải hỏi kỹ chứ, giờ đi quen bên đàn gái rồi đàn gái không kiểm tra rồi về rồi nó không có nằm trong cái thế giới đàn ông thì sao? Có bao giờ mà mình khát khao mình được hôn một người con gái không? Đúng rồi. Dạ dĩ nhiên rồi chị. Có nằm mơ thấy hôn ai chưa? Dạ chưa. Không, đâu có khát khao gì đâu. Hỏi thật em là em có khoái con gái không? Dạ khoái chứ anh. Thôi tội nghiệp, người ta ghẹo người ta hoài. Thấy thương quá à. Đến lo làm. Vậy là em còn zin 100% luôn đúng không? Dạ. Chắc không? Dạ. Chưa một lần đâu luôn hả? Dễ thương. Dạ. Ghẹo chút đừng giận anh nha. Dạ. Tại vậy em hâm mộ anh gần chết luôn á. Phải không? Dạ. Cảm ơn. Ghẹo thấy dễ thương mới ghẹo đó. Bây giờ để anh qua bên đàn gái anh coi coi đàn gái có mối tình nào không? Dạ. Chào em gái. Bớt tấn công em cái. Em được tình duyên sao rồi? Được 2 mối ạ. 2 mối hả? Đỡ bên kia. Mối bao lâu nè? Dạ mối hồi học đại học thì được 3 tháng. Trời. Thứ hai thì quen được 4 năm nhưng mà xong rồi chia tay. 4 năm sao chia tay? Dạ có sự khác biệt về công việc rồi gia đình rồi bạn cũng đi làm xa. Bây giờ bắt đầu quen nè. Nãy giờ em thấy anh bên kia cái tình hình thấy ổn không? Nói chung là mục tiêu hôm nay cũng muốn là có người nắm tay đi về. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung là em không có quan trọng bề ngoài, chủ yếu là dễ nhìn là được. Em quan trọng về tính cách nhiều hơn, là biết tính trên nhường dưới, quan tâm với gia đình. Thời gian thì có thể là bận rộn công việc á, nhưng mà em sẽ tôn trọng công việc, cố gắng dành thời gian buổi tối với cuối tuần cho gia đình. Rồi bạn bên đó rất là hiền, rất là dễ thương. Nãy giờ anh Linh nói chuyện thấy bạn vô cùng dễ thương luôn, có thể nói rất là chung thủy nè. Bạn đó biết cách đối nhân xử thế, hiền lắm. Theo anh Linh là như vậy đó. Nghe rồi cái mình thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu % cái yêu cầu của người gái đưa ra nè? Em cũng đáp ứng được khoảng 80-90%. 80-90 ngon. Đó ngon rồi đó. Em thích người phụ nữ như thế nào? Em thì thích người phụ nữ hiền, phụ em làm việc nhà chứ ở nhà em cũng bị mẹ sai làm nhiều chuyện. Hay làm chuyện nhà cái kiếm bạn gái về làm phụ? Không, cùng làm phụ thôi. Vậy thôi hả? Rồi có nhu cầu gì về bạn gái nữa không? Em cũng không biết nữa. Đúng rồi, không biết là đúng rồi. Em gái đi với ai nè? Dạ em đi với chị đồng nghiệp. Nào chị đồng nghiệp thấy em trai thì sao? Dạ em thấy bạn trai nhìn có duyên, hài hước với lại có vẻ thật thà. Thì bên chỗ Lan Anh thì cũng rất là hòa đồng, thân thiện, với lại cũng chăm làm. Được thì hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu rồi tiến tới xa hơn. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Mình hỏi nhà trai đi. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ đi với đồng nghiệp luôn anh. Đồng nghiệp luôn Long hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào tất cả quý khán giả. Chào em. Dạ, em là đồng nghiệp với bạn Long. Có đôi lời thì nói ra với bạn nữ thì nó lên Long á, thì trước giờ á, chỉ là biết là công việc thôi, cho nên ít đi tiếp xúc bên ngoài, nhất là với phái nữ. Cho nên là thấy mình lên chương trình đó là bạn rất là thiệt thà, và bạn chỉ có hay là nói là khi bạn hồi hộp á, thì bạn hay như anh Quyền Linh nãy nói là hay cà lâm. Được cái là bạn nói tiếng Anh á không cà lâm, để có nói hàng là thẳng tưng luôn. Dạ. Sao bạn Long không có bạn gái vậy? Dạ thì bạn là làm IT anh, là suốt ngày chỉ ôm máy tính. Ở cơ quan Long có bạn trai không? Dạ, bạn trai thì cũng... Bạn trai thì có. Bạn trai thì có. Có. Bạn trai của ông Mai á, là một cái ý nghĩa khác nha. Bạn trai của nào thấy bạn Long nắm tay bạn trai đi đâu đó không? Dạ, cái đó thì em chưa thấy. Chưa chỉ thấy có nắm ly thì có. À, nắm ly là dạ, vô hả? 2-3 vô á. À, cảm ơn em nha. Bạn thấy khỏe đâu, đứng lên tôi coi cái coi. Tôi tìm bạn quay vòng coi. Mạnh mẽ không? Dạ, cũng bình thường anh. Có biết học võ gì không? Không có, học võ nhưng mà mấy tháng nay có đi tập gym. Tập gym hả? Gym tập làm sao? Mấy ông tập gym này tôi cũng nghi lắm nha. Mới tập mấy tháng nay thôi hả? Dạ. Trước đó cũng làm việc mình. Xong rồi cũng người nó hơi mập mập ra chút. Mập mập là cỡ nhiêu? Dạ 83 kg. Rồi bữa nay em bao nhiêu? Dạ 72 kg. Giỏi vậy? Giỏi vậy? Mai chỉ anh tập đi nha. Hồi nãy bạn em nói tiếng Anh giỏi lắm đúng không? Bây giờ nói xin chào mọi người, chào chị Ngọc Lan, chào Quyền Linh. Thử xem. Hello lady and gentlemen. Hello MC Quyền Linh. Hello Miss Ngọc Lan. Hi. I'm from Hồ Chí Minh City. Okay, sit down please. Okay, thanks. Open. Open the door. Open the door. Yeah. Em biết hát tiếng Anh không? Dạ, em có chuẩn bị một bài. Chuẩn bị cũng 2-3 bài rồi. Để hát dỗ con nít. Rồi tới hát liền nha. Tiến tới. Em gái đứng lên Lan Anh. I am so many happy to meet you today. I hope we have more meeting in the future. This is my gift for you. And I hope you happy every day. Thank you. I have a gift for you too. Yes, thanks. Hát tiếng Anh. I prepare a song. Baby sa du 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 du. Baby sa du du du. Đã đi xa. Du 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 du. Grandpa sa du du du. Grandpa sa du du du. Chắc tới sáng quá. Không, đó, tới đó đó, tới đó đó. Let's go hunt du du du. Let's go hunt du du du. Bài này tôi thuộc dữ lắm. Run away, do do. Run away, do do. At the end, do do. At the end. Hay quá. Trời đất ơi, nó duyên dáng vô cùng tận luôn vậy đó. Hát tặng lời bài liền Lan Anh. Tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Hay quá. Trời em, giờ anh không biết nói gì luôn. Thường anh đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Anh làm ở nhà, anh nhận một số đề tài A tới Z để mà về nhà làm luôn. Không biết là thường cái thời gian rảnh của anh là lúc nào à? Hiện bây giờ á, chiều tối thứ 3, 5, 7 là anh tự đạp xe đạp vòng quanh thành phố, kiểu như là một cái bài tập gym khác nho nhỏ để mà giảm cân thôi. Nói chung là 2, 4, 6 thì em cũng có lịch học tiếng Nhật, thì 3, 5, 7 nếu được thì có thể cùng đi xe đạp, thì em cũng rất thích được đạp xe đạp xung quanh thành phố. Ok, hôm nay thứ tư không ta? Hôm nay thứ 3. Vậy hẹn em tối nay đi chơi luôn. Đi bằng xe gì nói luôn, nói cho bạn biết luôn, đi xe gì nói luôn. Hiện tại anh có một chiếc xe đạp leo núi để cùng đi chơi. Không biết có thuận tiện không nữa. Em thì không có xe đạp, nhưng mà tại vì em có download cái app xe đạp công cộng á. Thì có thể mình cùng hẹn ở một địa điểm nào đó rồi mình đạp xe đạp chung. Ok. Không, chỉ một chiếc thôi. Một chiếc là phải chạy xe đạp sườn đầm á. Em có chở nổi không? Dạ. Nói bạn gái đi một chiếc thôi. Dạ sao cũng được. Không thể nói chiếc ta có chịu không? Dạ đi một chiếc em. Dạ nhưng mà xe anh chở được em không á? Chắc cũng được á, tại xe đạp leo núi mà. Có cái yên về sau luôn. Vậy là được rồi. Ngắm có chở vòng thành phố nổi không? Nói cho người ta biết luôn đi. Dạ đạp là chắc chắn đạp nổi đó. Rồi vậy được ha. Dạ. Em thấy bạn gái sao? Nói rồi. Dạ thì cũng dễ thương. Dạ cũng hiền. Anh hỏi kỹ quá em không biết trả lời luôn. Nè em gái thấy Long sao? Dạ em thấy ảnh thật thà. Khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Em dự kiến là sẽ lập gia đình trong năm nay hay năm sau là cái này thuộc dạng như là nếu mà hai đứa mình cảm thấy là đúng thời điểm thì sẽ tiến tới thôi, chứ thời gian thì do bản thân mình phải tự trả lời á. Ok, bây giờ nè, tiến tới nắm tay bạn Lan Anh ha. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau nè, đứng sát vô đây. Đây, cái tay đây, tay này đây. Đó, bây giờ nhìn thẳng Lan Anh đi. Đó, có thấy tim đập mạnh hơn không? Dạ em vẫn chế độ gung bây giờ anh ơi. Lần đầu tiên nắm tay con gái đúng không? Dạ, tay rất là mềm. Bây giờ thích thì bấm liền, không chờ đợi gì hết. Cô gái bên kia cảm giác rung động, cảm giác đây có thể là người để mình nương tựa bờ vai. Bấm ngay cái nút đó, bấm liền luôn, đừng chờ đợi gì cả. Rồi bấm luôn. Chính thức hai em đã hẹn hò với nhau. Đây nắm tay vậy nè, đúng không? Ta yêu nhau rồi nắm sen tay, sen kẽ nè. Đó đúng rồi, đã không? Dạ đã. Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc.